Rồi, chào cả nhà. Đó. Mấy người xem à? Nay là khách tới tận nơi các năm tươi về ngâm rượu. Nói chung là chứ tạo bào tử vẫn cứ ép thôi mà cắt cho tao chứ lỡ bữa khác mà nó hết của tao. Đó. Thì anh nào cứ giành trước được thì giành thôi, chứ giờ nóng không có ấy, ai đặt hàng trước thì ok trước, xử trước. Nhưng vì nói thật thì anh em cũng có xem mấy cái video trước rồi, nóng có quay rồi đúng không? Thì cũng có ít thôi, chỉ có 200 bịch để lại thôi. Thì bây giờ thu nấm tươi thì cũng trả bao nhiêu ký, chắc không có chục ký là cùng. Thì anh em cứ đặt cả tới các sớm luôn. Đó. Đó. Đây là mấy cái hết hết này rồi. Đây nè. Cắt sát cho không nhổ ra cắt cũng được, tùy cũng cắt sao cắt. Cần này chắc cho thu lứa. Đây có mấy cái bị sâu này. Mấy cái bị sâu đừng có cắt nha. Nè. Cái này bị sâu hả? À, bị sâu á. Chết mẹ Đúng rồi. rồi. Mấy cái. Mấy cái bị sâu đừng có cắt. Thì do đây trồng đâu có chăm sóc bảo quản gì nó đâu, đâu có làm gì nghiêm chỉnh đâu, nên nó tào lao bị đau á mà. Dính chùm mà. Cái này đưa gọi dính lộ á. Đây. Ép cắt cỡ này mới vừa tạo bào tử sơ sơ. Chưa có gì hết. Rồi như vậy thôi, cũng có gì thì cũng quảng cáo cho anh em là lô hàng này cắt xong. Bây giờ có hỏi nấm tươi nấm cũng không có đâu nha. Nấm khô thì có, nấm khô thì nhiều. Lấy cái bọc bỏ vô luôn, lấy bọc bỏ vô luôn. Sâu khá là nhiều luôn á. Rồi ok, vậy thì nấm kết thúc ở đây đi, bây giờ lo đi cắt nấm đi. À.